Buông tóc rối quên cả.
Rồi, xin chào hết tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh giới thiệu Workman của One Second Click By. Tôi là Hoàng, tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Và hôm nay tôi làm video này để giới thiệu đến các bạn một chiếc Workman đến từ hãng Sony. Đó là chiếc Workman EX622. Mong các bạn để ý nha, chứ không là chúng ta sẽ nhầm lẫn. Đây là chiếc Workman EX622 và nó còn có một cái model nó trùng số luôn các bạn, đó là GX622. Chiếc EX này là nó không có chức năng radio các bạn ha, nó không có chức năng ghi âm, nó chỉ có chức năng cassette thôi. Còn cái chiếc GX622 là nó có chức năng cassette, nó có chức năng radio và có chức năng ghi âm luôn đó. Mong các bạn để ý chứ không là chúng ta sẽ nhầm lẫn nha. Bởi vì hai cái mã máy nó giống nhau, nó chỉ khác cái ký tự phía trước cái mã máy thôi. Rồi, chiếc máy này nó có thông tin gì? Mời các bạn theo dõi video. Thì Sony phát hành chiếc máy này vào năm 1995 đến 1996 các bạn. Thì nó giới thiệu ra thị trường Nhật Bản có 4 màu các bạn: màu đen, màu bạc, màu xanh đậm và màu đỏ đó các bạn ha. Thì kích thước hình học của chiếc máy này là 108,5 là chiều dài các bạn, chiều rộng là 79,6 mm và bề dài của máy là 22,7 mm và máy nặng 135 gram ha các bạn ha. Rồi, bộ máy này, máy nó thiết kế và nó phát hành là bao gồm một cái thân chính, một cái hộp pin, một cái túi đựng máy, một cái điều khiển từ xa gắn liền với tai nghe. Thì chúng ta ghi tôi ghi chú các bạn, cái điều khiển từ xa và tai nghe này là Sony nó thiết kế là tai nghe MDR AV cấp 21 các bạn ha. Nó nằm bên góc bên phải các bạn. Rồi, đó là các cái thông tin về bộ máy này. Thì vừa rồi tôi đã phát cho các bạn nghe thử hai chiều. Rồi, đây, đây là chiếc Sony Walkman EX622. Thì mặt trước này Sony nó thiết kế là nó có chữ Sony là in nổi. Ở đây là các phím bấm, ở đây là nét nhanh và lùi nhanh đây các bạn, nằm bên tay trái. Bên tay phải có nút play đảo chiều và stop các bạn ha. Ở đây có một cái đèn báo máy hoạt động. Ở đây là Walkman Remote Control cassette player EX622. Và cái nút hơ ở đây các bạn thấy không? Các bạn kéo xuống là nó tắt hơ và các bạn đẩy lên nó hơ, nó khóa bàn phím lại các bạn. Đó là mặt trước. Mặt sau đây có cửa sổ băng và đây là các thông tin in nổi. Mặt trước và mặt sau là Sony thiết kế là bằng kim loại các bạn ha. Rồi, gấp trên đây thì có vị trí chúng ta mở mở nắp băng thôi ha. Rồi, bên tay phải thì đây là volume, đây là chọn chế độ Dolby NR và đây là chọn chế độ EXDBB ha. Mặt dưới máy thì chúng ta có hai nút điều chỉnh, một nút là chúng ta chọn limit và AVLS chế độ bảo vệ tai nghe các bạn, và một nút là chọn cái chạy một chiều hoặc hai chiều các bạn. Rồi, bên này thì chỉ có một vị trí bỏ bỏ pin và chỗ này là lắp cái tai nghe, cái hộp pin các bạn ha. Rồi, cái nắp máy thì chúng ta mở đây thì chúng ta sẽ cho các bạn thấy cái bên trong của chiếc máy này. Và máy này có số series là E268930 các bạn ha. Rồi, đó là thông tin về chiếc máy. Thì cái túi đây các bạn, cái túi của chiếc máy này nó làm bằng một cái vải sợi dệt mà vải dù các bạn ha. Đó, màu đen. Và đây là cái tai nghe và gắn liền với cái điều khiển từ xa của máy các bạn. Thì cái điều khiển từ xa của chiếc máy này nó đơn giản lắm bạn, nó có một cái nút hơ ở đây và nó có cái nút volume ở đây các bạn, và có nút cái nút tròn này là nó có bốn công dụng là play đảo chiều ở phía dưới, stop phía trên và next bài bên tay phải và lùi là bên lùi nhanh là bên tay trái. Nó đơn giản vậy thôi, có tai nghe với điều khiển từ xa. Và đặc biệt là các bạn biết là cái điều khiển từ xa với cái tai nghe này là
Sony nó thiết kế là nó cái đây là cái jack của điều khiển từ xa các bạn, và đây là cái jack của âm thanh. Thì các bạn không có cái điều khiển từ xa và tai nghe này, các bạn vẫn dùng cái chuôi jack 3.5 để các bạn lấy cắm vào đây để các bạn nghe bình thường các bạn. Rồi, đó là thông tin về chiếc Walkman EX622. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Và các bạn ở nước ngoài vui lòng chọn cái phụ đề để theo dõi cái video này. Cảm ơn và xin chào tạm biệt hết tất cả các bạn.